để các bạn thành lập một website. Thì có một video mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo một trang landing page thật đẹp. Thì để mình sẽ vào website cho các bạn xem cái video trước mình đã chia sẻ với bạn cách để tải lên Nguyen rồi. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn một cách khác là sẽ tải Nguyen landing page lên bằng cái quản trị của hosting. Thì khi bạn đăng nhập vào hosting đây, mình sẽ đăng nhập trở lại đây, đây là hosting bạn sẽ đăng nhập vào. Rồi bạn sẽ kiếm là file Hoster, để là quản lý tập tin á. Rồi bạn click vào. Rồi bạn sẽ chọn cái tên miền mà bạn muốn muốn cái trang landing page. Bạn sẽ click vào đây. Rồi bạn sẽ bấm vào công khai. Rồi mình sẽ để tiếng Anh cho dễ nhìn, tại vì mình làm tiếng Anh quen rồi. Rồi bạn sẽ bấm là web comment. Rồi bạn sẽ bấm là win. À đây là cái trang của thằng Nguyễn rồi, mình sẽ bỏ đi. Đây mình sẽ đăng nhập trở lại. Mình sẽ chọn cái đường quýt thăng này nha. Rồi bấm chỉ viên. Rồi tương tự như vậy. Bạn sẽ vô content. Rồi Nguyen. Rồi bạn sẽ upload lên, upload interval lên. Đây bạn sẽ tập tin tải lên. Thì tập tin này nó sẽ nằm ở trong desktop bàn làm việc. Và mình lưu tập tin ở đây. Thì bạn sẽ thì tập tin mình có để trên trang web của thannguyen.com. Bạn vào trang chủ và tải xuống. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả video để cho các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ tải thêm một cái file nữa. Interpreter 216. Đó, để mình sẽ lấy những cái giao diện. Thời gian chờ đợi mình sẽ đăng nhập vào cái quản trị của blog, quản trị website bạn. Rồi bạn sẽ vào giao diện của get của tên miền thằng Nguyễn chấm David Thân. Đây bạn sẽ vào đây con được chưa nghe. Get chưa được hả? Khi mình nâng cấp và ghét lên
cái bộ ghét này nó đã bằng cũ quá. Ok rồi, mình sẽ đăng nhập quản trị cho nó mới, nó chưa có ấy được thì nó khoảng 30 phút mới được. Thì để mất thời gian của bạn thì mình sẽ đăng nhập vào cái quản trị của thannguyen.com, thannguyen.com. Đây nó cũng giao diện như thế này. Rồi bạn sẽ ra bộ win, win đã cài đặt nè. Đó, để tải lên xong đi, sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Rồi mình sẽ qua cái này, nó cũng tương tự vậy thôi. Thì Interpreter là một cái trang web của dạng online bet, nó rất là chuẩn và đẹp mắt, mà lại tốc độ là rất là nhanh. Cho quật gác thì nó nhanh gấp đôi đó, cho nên chạy rất nhanh. Thì nhiều người đã sử dụng cái này để bán hàng rất hiệu quả từ năm cuối 2016, 2017, 2018. Thì nhiều người bán trang này rất hiệu quả cho nên họ đã áp dụng có những khoa học là bán hàng bằng landing page. Thì để có thời gian chuyên sâu hơn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo trang bán hàng trên landing page. Thời gian chờ tải lên thì mình sẽ cho các bạn xem cái trang web của mình. Thì mình cũng đã liên kết với Google AdSense, giờ cũng đã hiện quảng cáo lên đó. Thì các bạn có thời gian rảnh hãy click vào ủng hộ mình thannguyen.com. mình có để đường link dưới phần mô tả video, bạn click vào thêm có quảng cáo thì bạn bấm vào đó để ủng hộ mình. Thì bạn bấm vào cũng chẳng mắc mát chi, nhưng mà ngược lại thì mình được hưởng thành quả các bạn bấm. Đây mình sẽ qua một trình duyệt khác cho mình xem nó sẽ ấy hơn. Việc này nhiều khi nó không có bị phản cảm với thằng AdSense, tại vì mình là chủ của trang web, mình click vào xem quảng cáo thì nó sẽ không tốt. Đó, có những quảng cáo dạng mình ơi, thì các bạn liên kết được thì nó sẽ hiện quảng cáo liên tục. Đó, mình xem nó tải xong chưa nghe. Rồi bạn sẽ quay lại với trang chủ. Win. Rồi tiếp tục bạn sẽ dán nén hai file này ra, bạn bấm vào đó, bạn sẽ extract nó ra. Ok, extract file để dán nén ra. Rồi trở về tiếp tục cái file này cũng vậy, sẽ dán nén ra. Extra file. Rồi sau khi dán nén xong thì bạn sẽ đăng nhập vào cái quản trị của nó. Mình sẽ vào đây trở lại. Rồi sorry, mình không đăng nhập vào đây, mình sẽ đăng nhập vào cái bậc ghép đăng nhập vào quản trị á, để xem chạy được hay chưa nghe.
không thể truy cập trang web thì mình sẽ cài đặt lại. Lưu thay đổi, chỉnh sửa thành công. Đó thì để mất thời gian các bạn thì mình sẽ đăng nhập vào cái trang Nguyễn Thành .com đi đó. .com và admin. Đó, mình sẽ đăng nhập vào. Rồi. Các bạn sẽ bấm win. Win đã cài đặt nè. Đó, Interpreter 2.0. Các bạn sẽ bấm kích hoạt, nó sẽ lên. Đó, cũng tương tự vậy thôi. Rồi, bạn sẽ vào cái trang của nó. Thì mình đã tạo được 15 trang và một trang đang dang dở đó. Thì lượt truy cập trang web là 12.000. Mình sẽ cho bạn xem một trang đây. Mình sẽ lấy một cái giao diện từ mình sẽ lấy một cái trang web ví dụ như cái nào ngắn thôi nha. Đây là trang Interpreter đó, này hơi dài xíu. Thì để làm giống cái trang này thì bạn sẽ vào đây, bạn chọn một cái mẫu đây, ví dụ như rất nhiều mẫu, hàng trăm mẫu, nên mình sẽ chọn một cái mẫu nào đẹp bạn ưng ý đó và sẽ làm đây. Ví dụ như mình lấy cái mẫu này để giống cái trang web này đi nghe đó. Thì phần trên này phần cài đặt, cái phần này là phần plugin là các bạn xuất ra giữa là sale. Đây bạn sẽ cài đặt cái trang, thứ nhất là sale trang nè đó, và tên sale. Thì bạn sẽ đặt cái tên trang này là gì, ví dụ như thử nghiệm một đi. Rồi bạn sẽ cho nó này, thì bạn lưu thôi, còn bằng sale thì nó khác nữa. Đây mình sẽ copy này mình dán vào đây luôn. Rồi, mình sẽ bấm vào hai disk panel. Rồi, thì để thay đổi cái logo thì bạn sẽ vào đây, bạn sẽ bấm cài đặt. Đó, thì bạn sẽ tải ảnh lên. Đây, bạn sẽ upload idea. Bạn sẽ lấy từ cái thư viện của cái này. Đây ví dụ như cái logo này đi. Rồi xong bạn sẽ bấm là hide dismantle, cái lưu lại. Còn đây các bạn cũng sẽ cài đặt, ví dụ như mình sẽ copy cái này. Đây tại sao phải kiếm tiền quá trình việc kết tu si. Rồi copy, bạn sẽ vào đây để chỉnh sửa. Rồi bạn cần cho V dán vào. Đây mình sẽ copy lại.
chọn về. Được ta. À đây, cho cái màu của nó màu trắng. Ở bên đây là cái nền xanh thì màu trắng mới nhìn thấy, còn ở đây là màu trắng mà cái nền trắng nữa, nên sẽ đổi lại cái nền. Đây mình sẽ đổi lại màu xanh, cái này là màu chữ, mình sẽ đổi cái nền xanh. Ở bên đây đó, chữ mình sẽ đổi lại màu trắng. Rồi xong, bạn sẽ chỉnh cái phông chữ này cho nhỏ xíu cho nó sẽ vừa. Header 1 đi. Rồi thì chọn cái size như size 48 đi. Bạn có thể ấn cái dòng này đi được đó. Cái tắt này cho dễ nhìn. Rồi kế tiếp là cái gì? Kế tiếp là một cái dòng chữ dưới này, mình sẽ copy tiếp vào thôi. Đó, cũng tương tự như vậy. Bạn sẽ vào chỉnh sửa. Và bạn sẽ dán vào. Thì nó không cho sử dụng chuột phải để dán, thì bạn sẽ dán bằng Ctrl V. Đây giờ này nó cũng có nền màu trắng, nền màu xanh. Mình sẽ sửa lại cái này màu xanh luôn, mới nhìn thấy cái chữ màu trắng được. Cài đặt. Rồi mình sẽ chọn cái nền màu xanh. Rồi mình sẽ làm lại này đi cho nó bị lỗi gì nè. Đây chỉnh sửa lại. Rồi bạn sẽ cài đặt nền thì nó sẽ có dạng để chọn màu nền cho nhanh đi. Sẽ chọn màu xanh. Đó. Màu xanh mà chữ xanh nữa thì sẽ không thấy.
cho nên chọn màu xanh và chữ trắng. Không thì mình chọn cái chữ trắng đi, lên màu trắng và cái chữ màu đỏ đi. Đó. Rồi, kế tiếp mình sẽ chọn thêm một cái trang cái này. Bạn có thể xóa bỏ này cũng được. Ok luôn. Ok. Cái đây nó là gì? Khai thác trình duyệt. Bạn sẽ cho một cái đây mình sẽ thêm cái này đi. Ở đây nó sẽ thêm một cái trang màu trắng đúng không? Mình sẽ thêm cái phần trống này. Trống này là bằng gạch cái này. Đây. Bạn thêm bên dưới này. Đó. Cái này các bạn có thể kéo ra. Đó, cho nó bằng. Rồi cái khoảng này thì để giống cái giống khúc này thì bạn sẽ cho nó một cái phông chữ đây, bạn cho phông chữ vô đây ở đây là nó hai ô hả? Mình sẽ xóa này đi, sẽ cho nó về một trang thôi. Rồi mình sẽ cho cái thêm dưới này. Rồi bạn sẽ xóa cái dòng giữa này đi. Đó, để cho nó xóa hết luôn hả? Không được. Để kéo này qua. Rồi mình sẽ đưa này vào cho nằm giữa. Rồi mình xóa trên này ra. Ok. Sau này là mình sẽ thêm cái cắt xuống. Đó. Rồi bạn chỉnh sửa này. Bằng cách là các bạn sẽ xóa nó đi. Rồi bạn sẽ copy cái này qua. Rồi dưới này tương tự thì bạn sẽ cho một cái dòng chữ lớn. Đây dòng chữ lớn các bạn sẽ cho chữ A. Rồi bạn sẽ copy bên đây qua. Đó, đây là dạng mình chỉ hướng dẫn thôi nha. Còn bạn làm mà bạn sọc hay sọn nội dung thì các bạn đó, thì chữ này nó hơi lớn thì chữ này nó nhỏ hả, mình sẽ trang trí lại chút xíu. Rồi bạn sẽ vào chỉnh lại
Thứ nhất là cái màu, tôi cho nó màu xanh. Rồi cái size sử như 42, 42 bé quá. Rồi, cho dùng giữa đây nha. Đó. Rồi cho nó 56. Đó, không tương đối đâu bạn. Rồi kế tiếp thì đây là một dòng chữ nhỏ nữa, thì tương tự vậy bạn sẽ lấy cái này bạn qua, rồi bạn chỉnh sửa. Rồi đây bạn sẽ dán này vào, bắt này vào. Thì đây là chữ màu trắng, chữ màu đỏ thì cũng đơn giản thôi, như lúc nãy giờ mình đã chỉ. Thì bạn click vào đây rồi sẽ chỉnh sửa cái chữ nó thành cái màu mình muốn, đậm nè, lợt nè. Đó, rồi cái màu chữ bạn sẽ cho nó màu lợt lợt đi. Rồi cái tiếp là cái video của cái tour C ở đây. Thì cái video tràn vô thì bạn cũng sẽ xem thêm một cái video đây, bạn kéo qua rồi ảnh camera, rồi bạn cũng sẽ bấm vào cài đặt. Thì trước tiên mình sẽ lấy URL của video đây, mình sẽ trở lại trang thân.com. Mình sẽ lấy URL của video cho giống luôn nha. Rồi kiếm tiền với trình duyệt. Đây kiếm tiền với trình duyệt thì bạn sẽ mở video ra, sau đó bạn sẽ nhấn chuột phải, nhấn vào video nha. Rồi bạn sẽ sao chép, sao chép URL video, sao chép mã nhúng. Rồi bạn sẽ qua đây, rồi bạn sẽ bấm vào cài đặt, rồi bạn sẽ chọn là enter view code, rồi bạn sẽ dán vào, xong bạn sẽ lưu lại, mình sẽ save lại để mình chưa save. Rồi các bạn sẽ xem thử. Thấy chưa, nó cũng giống như cái trang mà mình đã làm. Đó, có một video. Đó thì tương tự vậy thôi, những phần dưới cũng như gian vậy. Đó, các bạn sẽ trang trí từng phần. Đó, bạn lấy hình ảnh, về hình ảnh trang bài viết. Rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ bạn cái cách chèn ảnh cũng vậy thôi. Đây bạn sẽ thêm kéo này ra cũng được, kéo này ra thêm. Rồi bạn sẽ thêm tương tự và thêm cái hình ảnh vào. Rồi bạn thêm phần cách nè. Đó, rồi bạn sẽ bấm vào cài đặt ảnh lên thôi. Rồi upload ảnh. Thì đó là cái Ritusi. Mình sẽ lấy một cái ảnh. Đây, dùng ảnh của nó nè. Rồi, bạn sẽ bấm 2. Đó. Rồi. Đó, từ từ như thế. Rồi, còn cái bọn cái comment Facebook này thì cũng tương tự vậy. Bạn sẽ đây comment nè, kéo vào thả xuống. Rồi bạn lưu lại, nhưng mà bạn phải vào để đăng nhập nha, đăng nhập cái Facebook vào thì bạn mới hay chạy lên được. Đây mình sẽ cho nó phần xem chẳng khác gì là cái
mình đang sử dụng. Đó, domain Facebook. Thì để làm được cái này thì bạn sẽ đăng nhập lại cái quản trị của website. Bạn vào enter folder để cài đặt cái đây, bạn sẽ dán cái IP của cái Facebook vào và cái Facebook. Thì cái này làm thế nào thì bạn sẽ gõ lên Google xem. Đó, cũng rất đơn giản thôi. Đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành cái trang trí và sử dụng một cái trang Interpreter để bạn làm một trang web landing page. Thì đây các bạn sẽ kéo video này cho nó lớn ra. Đây, bạn sẽ kéo chiều dài ra thì sẽ lớn phần màn hình. Rồi bạn sẽ lưu lại. Còn bạn xuất bản, bạn sẽ bấm vào đây. Bullet thì sẽ xuất bản. Rồi, bạn sẽ cài đổi tên. Đây, bạn sẽ đổi cái đường link dưới dạng mà link của bạn thì dễ nhìn, thì bạn bấm vào đây chỉnh sửa lại. À, giống như đây nè, nguyenthan.com sạc kiếm tiền với roto tab zero tab. À, tương tự vậy thôi. Thì do thời lượng video cũng hơi khá dài rồi nên mình sẽ tạm ngừng video ở đây. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút vào nút đăng ký. Đây, những bạn mới tham gia thì có lẽ chưa biết đăng ký. Đó, thì dùng video này mình sẽ bấm vào nút đăng ký và mình bấm sóng bồi chuông. Đó, thì nếu bạn nào muốn mà đăng ký chéo thì hãy comment dưới này. Đó, thì mình sẽ thấy cái comment bạn, mình sẽ đăng ký lại kênh bạn. Ví dụ như chào bạn đi, hoặc là mình khen bạn làm video hay gì đó thì họ sẽ đăng ký lại kênh mình. Đó, tương tự vậy. Còn ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào cái trang web nguyenthan.com để click vào quảng cáo ủng hộ mình, để mình sẽ có tinh thần hơn và nhiệt huyết hơn để chia sẻ đó bạn những cái thủ thuật kiếm tiền online. Đó, và những cái thủ thuật để giúp các bạn thể kiếm tiền nhanh chóng từ cái trang web hoặc là từ cái YouTube. Đó, thì đây là quảng cáo, thì bạn sẽ click vào ủng hộ mình. Đó, thì bạn click vào chẳng mất thời gian gì, nhưng mà ngược lại thì mình sẽ cảm ơn bạn nhiều. Đó, đầu trang cuối trang gì đó còn bài viết cũng được. Đó, thì thường cái quảng cáo đầu trang thì nó sẽ có giá trị hơn so với những cái quảng cáo mà cuối trang. Đó, bạn click vào vậy thôi là xong. Vâng, cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi kênh Thân Nguyễn. Xin chào tạm biệt và hẹn lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.